sáng nay là của sân chơi đội quốc của Việt Nam vừa rồi đã thắng một kèo vào sới để chuẩn bị đội nhất chi đông chuẩn bị đánh kèo thứ hai với đội Phúc. Rồi Đô Thái của Bắc Giang sáng ngày cũng đánh tuyệt vời nhưng không giành được đèo. Chiều nay anh lại tiếp tục đánh đèo để tiếp tục vào tranh giải. Đó là tuyệt vời. Hiện nay là có xét trong thua bao thuốc lá đây là chúng đang trôi đang trôi. Xin mời hello. Rồi chuyển sang ngay lên. Chuyển khẩn trương. Đô Thái hôm nay được chuyển rất nhiều xét. Tuyệt vời. Màu khởi động lên để chuẩn bị đánh kèo thứ hai. Đô nhất của chị Đông vào theo kèo hai. Rất nhiều chai mà sáng ngày không biết để đâu rồi xông đấy. Đồ Phúc Việt Nam vào đi. Đồ Phúc vừa rồi đã thắng một kèo. Hiện nay là có một cái xét đang bay ở trên không bay xuống. Có một xét trên không đấy. Bay xuống rồi. Có một cái xét trên không nhưng bay vào dưới mặt rồi. Đồ Phúc khẩn trương vào để khởi động để chưa đánh kèo ai đi. Đồ Phúc Việt Nam đốc hiện nay đã thắng một kèo rồi. Hai đo vào khởi để chuẩn bị chúng ta tiếp tục. Alo, xin đề nghị quý khán giả dừng chuyển sắc. Xin nhắc lại là dừng chuyển sắc để chúng tôi tiếp tục điều hành thi đấu. Xin mời Đô Phúc và Đô Nhất. Đô Phúc của Việt Nam Boss đã thắng kèo thứ nhất. Rồi, thôi xin dừng lại đi. Alo, xin dừng mình. Xét còn trở chuyển từ giờ đến 6 giờ tối. Hiện nay xét còn được chuyển từ 6 giờ tối còn thoải mái. Thôi xin hai đô và khởi động chuẩn bị thi đấu. Bây giờ Đô Thái lại trả giày rồi để cho đối phương có giày đi về. Đi chân đất là...